Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu cho các cô chú anh chị xem tình hình của khu vực thành phố Sóc Trăng ngày 15 tháng 9 hôm nay ra sao. Thì trong thời gian qua thì thành phố Sóc Trăng mình luôn thực hiện và nghiêm chỉnh chấp hành những cái chỉ thị của 16 để đưa vùng xanh an toàn đến thành phố Sóc Trăng ra sao thì mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video hôm nay. Hiện bây giờ mình đang đứng ở khu đô thị Nam A các bạn, ở dòng xây đường này là đi xuống sông Đình. Thì trong thời gian qua thì thành phố Sóc Trăng, người dân trên toàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị 5K của Bộ Y tế để khống chế lịch, đẩy lùi dịch bệnh rất tốt. Hiện nay thì trên toàn tỉnh của thành phố Sóc Trăng chỉ có nhiễm rất là ít, là 12 ca các bạn. Trong thời gian qua thì cố gắng giữ vững hơn cái vùng xanh an toàn hiện nay để bảo vệ cho đến có cuộc sống trở lại bình thường mới. Trong thời gian qua thì trên thành phố Sóc Trăng đã trở thực hiện tốt cái thông điệp 5K của Bộ Y tế đưa ra để mau sớm đẩy lùi dịch bệnh, để cho có cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Thì hiện nay thì các bạn nhìn thấy những chiếc xe tải giao hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thì hoạt động trở lại rất tích cực trong địa bàn. Đây là đường Mạc Đĩnh Chi các bạn, thì các bạn nhìn thấy là xe chở hàng hóa rất là nhiều. Ở khu vực này là có nhiều cái kho lớn của thành phố tập trung hàng hóa ở khu vực này. Còn đây là cái khu đường Mạc Đĩnh Chi, mình đi dọc về cái hướng chợ của thành phố. Thank you.
Đây là chỗ trường Dục Anh nha các bạn, đường Dục Anh chỗ hiện nay bây giờ cái ngôi trường này là trường Dục Anh của người Hoa ở thành phố Sóc Trăng, nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi dọc dài xuống dưới cái khu trường của Lê Quý Đôn với trường trường Mạc Đĩnh Chi của thành phố Sóc Trăng. Thì hiện nay cũng còn các điểm trường cũng còn có những cái khu cách ly cho bà con. Thì hiện bây giờ tình hình của thành phố Sóc Trăng chuẩn bị đón năm học mới thì có nhiều cái biện pháp như là học online đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy trường này là trường Mạc Đĩnh Chi các bạn. Rồi Thanh cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn giữ gìn sức khỏe tốt và hãy thực hiện tốt cái thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cho mọi người xung quanh trong gia đình và cộng đồng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình nhé. Xin bye bye và hẹn gặp lại sau.